đi của nó là tỉnh khí công và trước khi tập con phải tẩy thủy kinh, chứ đâu phải tẩy thủy kinh, chỉ cần tẩy thủy kinh. À. Ừ. Bài hôm nay học bài này. Dạ. Bài này là chính thân đồ thuyết, nó cũng dày vậy nè. Trời ơi. Tới từ cái nó cũng 12 thức đó. Động công bắt đầu tiến tới ngồi, bắt đầu tới ngồi. À. Đó, à tọa. Tọa. À, lập và tọa. Tới tọa bắt đầu. Thì trước khi học tỉnh khí công phải tập đứng yên trước, là đứng yên là lập á, lập tâm. Yeah. Lập tâm, nó tập, nó dài. Anh phải tập hết cái bài này, nếu anh tập nhanh thì tính là 2 tháng, 3 tháng mới xong. Yeah. Xong bắt đầu tiến tới cái tháng thứ hai bắt đầu ngồi. Là tọa, là ngồi. Tỉnh khí công. Yeah. Ngồi ngồi. Thấy không, dài chưa? Oh, 42 thức, 49 thức. Đó là tỉnh khí công, cái này là chính là khí công Thiếu Lâm chính tông. Cái này mới là Thiếu Lâm chính tông. Ờ, khí công chính tông á. Chứ không phải ngoài, ngoài ngoài xạo con á. Nhà tài liệu khí công Thiếu Lâm chính tông. Kiếm tài liệu nó mới giỡn nó không? Rồi. Thiếu Lâm chính tông nó tập. Tập xong rồi mới tới cuốn này. Cuốn tính mình cái chữ. Xong cái cuốn này. Cuốn nội kinh đồ tu nhân đồ nó tập. Yeah. Mới tập lưu tập. Nhìn trước khi nó tập nhiều lắm mà tập quá trời vậy đó. Nhá. Đó mê quá. Nhìn mê lắm. Dạ. Ồ, bảo tỉnh không á. Tỉnh không. Còn mấy cái này hỗ trợ khi tập nó không thông, đứng lên gu gu gu. À, sau phải năm nữa, luyện năm cho nó thông nữa. Trời ơi. Ngọa. Ngọa, cái này là ngọa luôn. Thiếu tập ngọa 10 thế. Ngọa thân đồ. À, cái dịch đó 10 thế một quả thân luyện khí công năm. 10 thế. Ồ. Con này là kình, tôi luyện kình trong kình tôi là đứng ngầm. Tung đi. Lực ngầm âm. Kình á trong ngành võ tổng để ấn cái văn đi á là vi đà kình thập nhị đồ. À, vi đà kình đó hả? Vi đà kình của là khi của là cử dịch trong kình là vi đà kình. Vi đà kình. Nghe tên nó hay lắm. Vi đà kình. Dịch hết rồi. Giống là hư trúc tập thập nhị đại kinh là mạnh hơn, nó đại kinh là mạnh hơn cái tiểu kinh. Tiểu kinh là nhẹ, đại kinh khủng, nếu là thập nhị đại kinh đồ thuyết chương 14 và thế tập luôn. Bát đặc cẩm lập bắt đầu cẩm đồ thuyết, tức là lập tập cuộc sống 12 đoạn cẩm ngồi. Ồ, thấy không? Nhiều lắm, người ta chết mẹ quá trời. Thì em học hết cái đống này thì bây giờ hai tháng nào tôi chỉ anh chỉ là thức đứng trước. Dạ, lập trước. Đây, hết ở đây. À, hết cái đống này cho anh. Nếu cần thì tôi sẽ dịch ra hết. Dạ, 2-3 tháng. Nó có tên hết nè. Dạ. Hiến sự khởi công thế, rồi lượng xứ thứ thiết, song phụng triều dương thức. Nó tiếng Trung, còn tôi dịch tiếng Việt tao không có địa chỉ gì hết. Nó tên, có tên hết á. Dạ. Nè, hiến sự khởi công thế, dạ, rồi là lượng xí thức, rồi song phụng triều dương thức, có tên hết. Bài thức thứ nhất là 27 thức, hôm nay tôi chỉ anh 27 thức mà diễn là mấy thức đầu. Thức này nó gọi là dịch cân toàn thân tẩy tủy 27 thức. Hay là tiếng toàn thân. Ờ, là gọi tiếng Trung gọi chính thân đồ thuyết. Chính thân đồ thuyết. Là dịch cân kinh chính thân đồ thuyết 27 thức. Dịch chúng có nó tẩy tứ kinh bài 1. Sẵn nha. Dạ. Bắt đầu thì chỉ anh thức đầu. Người ta đứng tập trung luôn. Tập cái này là khỏe lắm. Nhà cái chân mà khi tính cái chân phải đứng vậy. Nghe không? Đầu tiên là nó kiểm tra trong người anh có tủy có dơ không? Tủy dơ là nó đau á. Cái tay mà đứng nhẹ bắt đầu. Hai tay để hai bên. Nghe không? Bắt đầu anh dơ lên. Về mãi rồi co vô. Đỉnh hai tay, đẩy hai tay lên nhau. Cái tay xòe tay lên nhau. Xòe đó, bụng nó lại. Đẩy, bạn đẩy, hai tay đẩy mạnh nhau. Đẩy vô nhau. Ờ, nhau. Rồi, mổ người, làm ghi người. Ghi người giống là tự nhiên hai cái chân đi, thấy hình chữ V. Yeah. Anh chỉ đổ người đó, là thấy khi anh đổ người thì chỗ này, đẩy sao nó có cái điểm, có cái nấn này. Rồi,
món chừng sau có ngấn hai cái ngấn đó là hai chừng, tức là để vậy là dán cung thì hiện ra cái dán cung với nó, còn tưởng cái lưng bắt đầu mạnh môn nó hiện ra hai chừng đứng một hồi hiện hai cái ngấn nó vừa hiện hai ngấn nó xong rồi chắc là xỉa ra dưới xỉa xuống dưới một cái thục nè anh chúa xuống nó đau thục hồi nó đau nó đau đau bọc ra trước, kéo lên. Đó, chuẩn bị cho nó. Nếu mà anh cú xuống không được là thiếu kỳ. Để xuống này mà nó không xuống tới đất nó bắt đầu cứng cứng là vô rồi. Là mình phải tập cho nó xuống. Khi cú đầu thì phải xuống liền, nếu mà xuống được mà tập xuống không được là không được. Thì xuống liền cú đầu thì cú trước nếu mà tập không được là không tập được. Tập hoài chỉ nào cái cú đầu sẽ xuống cho nó xuống tay mới được tập. Nó không xuống tới đất không được, nó chân thẳng mà không có thêm chân nó rên thì thục à nó còn thế này còn thế từ từ ra nó thế và nó bước bột lên đó. Đó là cái đo chuẩn bị nha, thứ nhất này để là đây hai bên chưa là từ từ rồi hơi đổ người đổ nghiêng nghiêng người đó ngửa cái đầu lại gặp đó nghiêng tới lúc mà nó gần té luôn nghiêng nữa đó nó gần cái giữ luôn đứng nó luôn giữ luôn sau vậy lúc mình anh nghiêng maximum thì anh đỡ nào để tay anh nghiêng nghiêng ở trước nghiêng đổ người đổ người đó chứ đổ người thì ta ngửa là sao ngửa là sao đó ngửa cái lúc mình ngửa không nó sắp té mình giữ luôn sau vậy giữ sau vậy rồi thả xuống sau vậy sau vậy khi mà nó gần sắp té tránh cửa lại tránh giữ thân mạnh đồ thả một cái một và đó cái thứ hai để vậy đẩy hai cái chỗ xa ra đổ người sáu giây đổ ra gần té giữ vậy tránh giữ vững sáu giây thở đều thở hai ba càng được không khởi đứng hơi rồi thả xong thứ ba để hai đây thẳng như đó đổ người rồi đổ lúc được gần té giữ tránh giữ thở đều rồi thứ tư đưa lên đón người đáng giữ thân bạn rồi thả đó thứ tư nằm sẽ xuống nhà thuộc hai chỗ thẳng rồi đón người gần đón người lúc lưng gần té giữ sau nhảy thẳng rồi nằm sau tức đầu đi bắt đầu cắn người nó bực nó bọt bực nó nóng dữ lắm đó là sáu thức đầu con bé thì tuần sau bắt đầu cho nó học lý thực hành tiếp nó lý thuyết một tháng nó bắt đầu nó cũng chai nè đưa lên trên đầu luôn xe ra hai bên bung ra hai đầu hai tay ỉnh nhau rồi đẩy lẫn nhau đổ người từ từ cho nó lòi cái ngấn lưng ra hai tay ỉnh cho nó lòi cái ngấn ở sau lưng cũng kiện chân lên tức đổ anh đổ tự nhiên nó ngửa ra đổ ra trước tự nhiên nó phải ưỡn đó đổ tự nhiên đó nó căng này nó có hai cái tự nhiên nó hai cái ngấn hiện ra hai cái việc nó hiện ra bây giờ độ hai việc nó lại gần kẽ giữ sáu giây xong thả luôn xoa giữa đẩy thục qua thục kia nó hết lên đầu gối phải thẳng theo nó đúng là việc là thiết khí vậy đó đẩy xuống đẩy qua rồi bóc ra trước lên đó mới chuẩn bị là người nó quát rồi nó quát mà thôi rồi để hai tay để lại đổ người tức là ưỡn người giống như ưỡn cái người được cho nó té cho nó giữ sáu giây nó đều đồ thúc vô đó thúc tiên nhân thúc cho hai bên đổ người chịu ở đều tập này anh tập chừng tuần sau trời ơi sau giờ thả nhẹ lại thở đều xong xô tại hai bên tại hai bên rồi đổ người đánh như thân mặt thở đều không cần phải thở sâu thở nhẹ nhàng thở đều nguyên rồi xong móc hai
em để đưa lên, lên tọa rồi cũng đổ rồi. Rồi thụt chân thái trò xuống nè, đang có nhẹ xuống rồi đổ người. Sau tiếp như này thì chỉ làm được bằng nghỉ, bắt đầu xâm cái tay ra, kéo cái tay từ qua bên này, chặn cái tay ngay cái cùi chỏ này, khi cái đầu đổ người, đó, đổ người có đầu nhìn vào phía qua phía trước, gần thế giữ sáu giây thả cái thở ra, đổ đổ về, cũng vậy, khi người đổ ra. Sáu giây xả ra xong để về phục chỗ, sáu giây xong để về mút xuống, vẫn đứng nhẹ vẫn đứng nhẹ đứng đấy để cho thấy mút xuống xuống vẫn đứng xuống này duỗi xuống nữa đấy. Đó, hôm nay thì những anh thức cho anh tập đây là bồng xuống là tập cho đủ anh ôn lại cho nhiều vậy. Rồi lại tôi nhắc lại nha, để làm nhanh cho nhớ là một. Tôi đặt bây giờ tôi nhắc cái thứ tự cho anh này. Cái thứ này, cái này mày lên và bung ra, xỉa vậy, nhỏ, xỉa như lên rồi chuẩn bị. Cái này là tới tới đây là sao? Rồi chống tay cưỡng này. Rồi xong, chống tay xỉa xuống dưới, xỉa xỉa nó đúng lắm rồi. Bật lên, rồi chuẩn bị xong. Tôi bắt đầu tập nè, một này tôi làm như nhau, hai đây, ba đây, bốn đây, năm đây, sáu đây, sáu đây, sáu đây, bảy, bảy đến bảy tám, đó là làm thức thành như đó, tám cái, tám cái, không cần tập tới luôn cho nó thuộc, cái gì còn xuống là tám thức. Thì nó dài lắm bài này. Dài à. 72 thức. Đưa lên. Đưa lên luôn. Bọc ra. Bọc ra sao? Đóng lẫn nhau. Đây đóng thì xè. Ông Dương á. Nhọc đổ người. Đổ người ra. Rồi cho nó căng lên. Căng. Rồi. Xong vậy xong. Chút cái sẽ xìa xuống dưới. Xìa xuống dưới. Thục thục thục. Rồi bọc lại đây. Bọc lên này lại là. Rồi bắt đầu chuẩn bị á. Bây giờ hết chuẩn bị. Ừ. Rồi đọc tập. 1. Là 7 hình trước. Rồi. 2. Để nhắc đi nó lại 2. 3 3 4 lên 4 5 5 6 6 7 rồi 6 6 bên này 6 rồi 7 thùng cái chỗ này 8 buộc xuống anh không tấn không kể rồi luôn lát không có clip anh kể muốn quên mở ra coi à có clip có